Hiện nay, các sở giáo dục đào tạo của các tỉnh đã bắt đầu rà soát toàn bộ các trường, các điểm trường ở các vùng khó khăn có nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ để xây dựng phương án tổ chức sinh hoạt, học tập cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn bằng phương tiện di chuyển hiện nay còn khó khăn bởi ở các vùng sâu vùng xa vẫn có nhiều điểm trường lẻ trong khi khả năng đầu tư xây cầu của nhà nước còn hạn chế. Vì thế để đến trường, học sinh, giáo viên phải vượt qua sông suối bằng nhiều cách không an toàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng bậc tiểu học cả nước đã bố trí khoảng 15.500 trường tiểu học nhưng có gần 40.000 điểm trường lẻ. Ở 217 huyện khó khăn nhất nước hiện nay có 4.817 trường tiểu học với 18.055 điểm lẻ, trung bình một trường có 5,5 điểm lẻ. Đó là những lớp học xa điểm trường chính, chủ yếu ở vùng cao, vùng núi, biên giới nhằm rút ngắn quãng đường đi học cho học sinh. Vì vậy, việc tới trường của cả giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ hiện nay vẫn còn những nguy hiểm rình rập.